Nguyễn Quỳnh Lâm anh chào quý vị khán giả đang xem kênh. Chúc quý vị khán giả nhiều sức khỏe. Mời quý vị khán giả theo dõi cái video ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay có người phát hiện trong toàn sư thầy Thích Minh Tại đang có người lợi dụng để quyên góp tiền chụp lại cá nhân. Đó, thầy sợ gây mất ảnh hưởng, thầy Thích Minh Tại biết được đã kêu tất cả mọi người đến và để nói cho mọi người biết là sư thầy Thích Minh Tại đi không có nhận tiền bạc gì hết. Mọi người đừng nghe theo những kẻ xấu. Việc này có phải thật hay không? Thì thật hư câu chuyện ra sao? Mời quý vị khán giả đồng hành ở cái video này cùng em. Nhớ bấm cho em một nút like và một nút đăng ký kênh để ủng hộ. Chúc quý vị khán giả xem video vui vẻ. Ngày hôm nay là quá đông rồi, quá đông người chen chúc với nhau mà để đi theo đồng sư Thích Minh Tại nè, kẹt cứ ngắt người luôn rồi, kinh khủng luôn rồi. Quá là kinh khủng luôn rồi quý vị khán giả ơi. Mọi người ngồi đây thì con ở chỗ khác con ngồi, và nếu mà mọi người ở chỗ khác thì con ở đây. Cho mọi người như thế này thì làm sao mà đấy cơ, thầy không có chỗ nghỉ ngơi bây giờ là mọi người cứ quay lại đây nghỉ ngơi. Mọi người bu như thế này thầy chị sư thầy Thích Minh Tại không có nghỉ ngơi gì được luôn. Thầy giết mà sư thầy đi vòng vòng luôn, mọi người đi theo hoài. Sư thầy đi qua chỗ này thì mọi người cũng đi theo, rồi qua chỗ kia mọi người cũng đi theo nữa, sao mà nghỉ ngơi được. Hôm nay con mới chia sẻ với mọi người á, là ở chỗ con đi là không có đội trưởng nào cả, không có ai chịu trách nhiệm đứng ra để quyên góp tiền để bố thí cho những cái người tu hành. Nhưng mà cá nhân gia đình nào họ tự đi khất thực mà họ tự bố thí thì quyền của họ, chứ không có quyên góp gửi tài khoản hay nhờ vả gì ai khất thực cả. Nếu mà biết là họ không nhận, họ chỉ đi khất thực, nếu mà tới nhà họ xin cơm nguội hay là cái gói mì gói hay cái gì đó để cho nhẹ, chứ không cần phải quyên góp tiền bạc gì của ai đứng ra chịu trách nhiệm cả. Nên là mọi người biết được rồi thì đừng có nghe những cái người mà người ta lợi dụng, người ta lừa đảo gửi tài khoản từ xa tới để làm những cái điều không tốt. Con cũng nói như thế, ở đây là không có đoàn gì, họ tự bố thí thì quyền của họ, chứ không có quyên góp gửi tài khoản hay nhờ vả gì ai khất thực cả. Nếu mà biết là họ không nhận, họ chỉ đi khất thực, nếu mà tới nhà họ xin cơm nguội hay là cái gói mì gói hay cái gì đó để cho nhẹ, chứ không cần phải quyên góp tiền bạc gì của ai đứng ra chịu trách nhiệm cả. Nên là mọi người biết được rồi thì đừng có nghe những cái người mà người ta lợi dụng, người ta lừa đảo gửi tài khoản từ xa tới để làm những cái điều không tốt. Con cũng nói như thế, ở đây là không có đoàn gì cả, tại vì mọi người là tự nguyện đi học, ai muốn đi thì đi, muốn về thì về, chứ không có tổ chức gì cả. Họ tập học cái đạo đức, cái sức khỏe, rèn luyện cái bộ hành tham nhận để có cái sức khỏe để học tập cái đạo đức theo lời Phật dạy thế thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Chứ mọi người cứ nghe nói là gửi tiền gửi bạc hay là mọi người từ, nếu mà nhẹ dạ cả tin thì mọi người tự lấy, chứ không có ai nhận cái đấy cả. Vâng, nhưng mà mọi người mà muốn bố thí hay là cái gì được cho những người tu tập thì đưa tới tay, đừng có gửi từ mình đấy. Gặp hữu duyên thì bố thí, còn không gặp thì thôi. Với lại cho không phải là tranh nhau nháo nhác như thế này, đặt một cái đầy người làm đổ hết cũng không được. Phải đúng chỗ với lại mọi người đi là đảm bảo cái trật tự, khoảng cách ra, giao thông, giao tiếp an toàn để họ nói với lại cái chỗ nghỉ ngơi á. Rừng thì rất là rộng, ngồi xa ra mỗi người một chỗ ấy, ngồi nghỉ cho nó thoải mái, không phải chen chúc như thế này, chen chúc như thế này, lộn xộn như thế này, trật tự giao thông ai cũng khổ cả. Nên là mọi người biết được như thế thì học tập thì tốt đẹp, ai chỉ đẹp mà sau này có người nào có đừng ngang nhận cái tiền thôi, thì nó mới có là phạt, là cái thông tin này chúng. Nhưng ở đây á, tụi em
là cũng gần thầy từ trước đến giờ. Nhưng mà em nói đây phải lòng anh nào là anh nói nên giữ nha. Còn nếu khi mà để công an vào làm việc rồi á, là người nào làm người đó tự chịu. Bởi vì trong đây đã có thông tin và cùng nói chung là tôi biết được khoảng 90% rồi. Vấn này thầy định chỉnh đó, chính tôi lại nói với thầy đấy và định chỉnh về cái việc đó. Thì lúc này thầy Thích Minh Tại đã họp các sư huynh đệ lại để mà nói chuyện và dặn dò các sư huynh đệ, xong rồi bắt đầu tiếp tục hành trình trên con đường tu học của mình tiếp. Thầy nói vui đề thầy á. Thầy kêu mọi người xu huynh đệ đi trước, thầy đi sau. Đi sau. Con đi sau ngày. Quá đông luôn rồi quý vị khán giả ơi. Tất cả mọi người nè kéo đi theo sư thầy Thích Minh Đại rất là đông luôn. Hiện giờ là kẹt cứng ngắc luôn, không có đường đi luôn, không có lối mà để cho sư Minh Đại đi luôn nè. Té bà ơi, kẹt lái cho ngã hết rồi giờ. Bà con ơi, mọi người quý mến sư Minh Đại đi theo rất đông luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you.